Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, với vai trò là lực lượng xung kích tình nguyện, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định được vai trò tiên phong trong hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh. Bằng sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều công trình hoạt động thiết thực đã được triển khai hiệu quả, trong đó các mô hình tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản, xanh sạch đẹp được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị. Nhân dịp đầu xuân, đoàn thanh niên các xã phường trên địa bàn thành phố Cao Bằng đã tổ chức các hoạt động trồng và chăm sóc cây, làm cho không khí ngày Tết thêm sôi nổi, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết và khát vọng tuổi trẻ trong năm mới. Để cảm nhận khí thế của buổi ra quân tình nguyện đầu năm này, chúng ta cùng đến với phóng sự sau đây. Trong chương trình đầu xuân năm mới, thì đoàn thanh niên phường Ngọc Xuân cũng huy động tất cả các đồng chí để chúng ta triển khai về tổng vệ sinh cũng như là chăm sóc tuyến đường hoa đào để cho năm 2024, năm Giáp Thìn này, chúng ta sẽ có một tuyến đường hoa đào xanh, sạch, đẹp và mang đậm màu sắc của đoàn thanh niên phường. Trong các năm vừa qua thì chúng ta đã triển khai trồng mới cũng như là chăm sóc để duy trì tuyến đường này. Thì trong năm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tuyến đường này để tạo cảnh quan cũng như tạo điểm check-in cho người dân địa phương cũng như là các bạn bè của các tỉnh bạn đến tham quan du lịch trong dịp Tết này. Với tinh thần tình nguyện xung kích thì tôi mong các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần tình nguyện xung kích của đoàn viên thanh niên sẽ tham gia chương trình này một cách hiệu quả cũng như là nghiêm túc để thực hiện và hoàn thành mục tiêu chúng ta đã đề ra. Đó là tinh thần, khí thế gia quân được triển khai trong hoạt động tình nguyện đầu xuân năm mới Giáp Thìn của tuổi trẻ phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Sau khi được đồng chí bí thư đoàn thanh niên phường giao nhiệm vụ, các đoàn viên, các thanh niên đã cùng nhau tham gia chăm sóc tuyến đường hoa đào dọc bờ kè sông Bằng Giang. Đây là lần thứ hai trong năm đoàn Diệu Linh tham gia chăm sóc cây tại tuyến đường hoa, nhưng lần này lại mang đến cho em cảm xúc đặc biệt hơn khi được tham gia tình nguyện vào những ngày đầu xuân vẫn còn mang không khí của ngày Tết. Diệu Linh cẩn thận làm cỏ xung quanh gốc hoa, tỉa cành. Em mong sự góp sức của mình sẽ làm cho tuyến đường hoa thêm rực rỡ, tô thắm vẻ đẹp ngày xuân. Cảm xúc của em khi mà được tham gia vào cái chương trình tình nguyện này là em cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được đoàn thanh niên huy động tham gia chương trình tình nguyện. Em cảm giác như là không khí Tết đang tràn về rất là rạo rực và em rất mong muốn góp một phần nhỏ cái công sức của mình vào việc xây dựng và đóng góp cho cái tuyến đường hoa đào phường Ngọc Xuân ngày càng trở nên xinh tươi rực rỡ hơn ạ. Bản thân em thì em cảm thấy rất là vui khi mà bản thân được đóng góp, được tham gia để chăm sóc cho những cái cây hoa đào này, và em cũng nghĩ rằng là khi mà mọi người đến đây đã đi qua cái tuyến đường này thì mọi người cũng sẽ thấy vui hơn, thấy được cái nhiều không khí Tết hơn khi mà thấy được hoa đào đang nở rất là đẹp ạ. Phường Ngọc Xuân là địa phương duy nhất trên địa bàn thành phố duy trì tốt tuyến đường hoa đào. Những cây hoa đào được trồng ở đây được chính quyền địa phương và đoàn thanh niên phường vận động người dân quyên góp ủng hộ cây hoa đào sau Tết để trồng. Và đoàn thanh niên đã huy động lực lượng để trồng và chăm sóc cây hoa từ những ngày đầu tiên. Kể từ tuyến đường được triển khai, chăm sóc cây đã trở thành là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên phường mỗi dịp đầu năm. Năm nay, để đảm bảo mục tiêu đề ra, đoàn phường đã huy động hơn 30 đoàn viên thanh niên. Nhìn những cây đào khỏe mạnh đã khẳng định tính hiệu quả của tuyến đường hoa trong những năm qua. Từ lúc triển khai thì là tuyến đường hoa đào của phường Ngọc Xuân thì đã triển khai từ năm 2022, thì cũng được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và cũng được đông đảo nhân dân quần chúng đến ủng hộ cho đoàn thanh niên cũng như công tác là vận động người dân để ủng hộ đào sau khi Tết. Thì hiện tại thì tuyến đường hoa đào phường Ngọc Xuân thì có chiều dài khoảng 1 km. Thì trong 2 năm từ năm 2022 đến 2023 thì cũng đã trồng được trên 245 cây đào. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã do một số yếu tố khách quan thì cũng chết một số. Thì trong năm 2024 này thì đoàn thanh niên phường cũng sẽ triển khai và trồng hết tuyến đường hoa đào.
với tổng số cây là khoảng 300 cây đào. Tuyến đường hoa đào này đoàn thanh niên phường triển khai nhằm mục đích là để tạo không khí sôi nổi hân hoan của đoàn viên thanh niên để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như là trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch đẹp. Cũng giống như đoàn thanh niên phường Ngọc Xuân, trong dịp đầu năm mới, đoàn thanh niên xã Hưng Đạo đã ra quân chăm sóc, phát quang tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản. Mặc dù thời tiết có mưa nhỏ, nhưng các đoàn viên xã đã có mặt từ sáng sớm để bắt tay vào việc chăm sóc. Vì đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các cây hoa phát triển tốt. Tuyến đường hoa không chỉ đem lại cảnh quan đẹp cho đường làng, ngõ xóm, mà còn đem lại cho các đoàn viên thanh niên niềm vui trong cuộc sống. Đó là cảm xúc được chứng kiến những cây hoa mình trồng lớn lên và đơm hoa tỏa ngát hương thơm. Và nhất là được tình nguyện tham gia chương trình chăm sóc cây trong dịp đầu năm. Cũng là cách để lấy may trong một năm mới, khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ Hưng Đạo. Thực ra thì đối với tôi thì đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa của thanh niên nói chung cũng như là của đoàn xã Hưng Đạo và đoàn trường Trung học phổ thông Cao Bình nói riêng. Việc mà chăm sóc cũng như là bảo vệ những cái đường hoa như thế này nó thêm một ý nghĩa nữa vào đầu năm, đó là tạo ra cái không khí vui tươi cho chào đón Tết Nguyên Đán cũng như là chào đón mùa xuân mới tới, đem theo một cái luồng không khí nữa cho thanh niên. Và một cái hoạt động như thế thì nó cũng diễn ra hàng năm, và đây là cái hoạt động mà giúp cho mùa xuân tới có những cái niềm vui mới, hy vọng mới, và mong là sẽ có được nhiều thành công mới, đem đến cái vẻ đẹp mới cho quê hương nơi mà chúng tôi đang sinh sống và trưởng thành. Hiện nay trên địa bàn thành phố, xã Hưng Đạo là địa phương đã triển khai tuyến đường hoa của thanh niên lâu năm và cũng là nơi có nhiều tuyến đường hoa đẹp nhất. Để duy trì các tuyến đường hoa luôn xanh tươi, đoàn thanh niên phường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc cây gắn với các chiến dịch thanh niên tình nguyện. Trong đó, mỗi năm huy động lực lượng đoàn viên chăm sóc tuyến đường hoa mỗi năm ít nhất 2 lần. Sau gần 10 năm triển khai, các tuyến đường trên địa bàn xã đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các đoàn viên thanh niên, nhất là sự chung tay cùng bảo vệ của bà con nhân dân các xóm. Tuyến đường hoa đã thực hiện hóa hoạt động của đoàn thanh niên trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, hướng đến xây dựng vùng nông thôn mới yên bình, xanh, sạch đẹp. Đối với đơn vị xã Hưng Đạo là hiện nay là có 2 tuyến đường hoa, thì cũng là xây dựng từ năm 2017 đến nay là cũng đã 2 tuyến đường hoa, và đặc biệt thì là tuyến đường hoa bên tuyến đường thanh niên tự quản với lại tuyến đường hoa thanh niên phụ nữ tự quản. Công tác chăm sóc hàng năm thì bên đoàn xã Hưng Đạo thì cũng căn cứ vào cái nội dung chương trình hàng năm của thành đoàn về tổ chức. Thứ nhất là chương trình thứ 7 Chủ nhật xanh, thì đối với đoàn xã thì cũng đã xây dựng chương trình công tác hàng năm, và hàng năm thì cũng tham gia là ít nhất là được 5 đợt, có nghĩa là trong chương trình công tác năm thì tham gia ít nhất là 5 đợt để chăm sóc tuyến đường hoa. Và cũng xây dựng kế hoạch, đoàn xã cũng hàng năm thì cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với đoàn trường Trung học phổ thông Cao Bình để thu hút, thứ nhất là cũng là tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ của đang ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là đoàn viên thanh niên của trường học cũng như đoàn viên thanh niên của xã Hưng Đạo. Mô hình tuyến đường hoa thanh niên của phường Ngọc Xuân và xã Hưng Đạo là hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp bộ đoàn nhằm góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, làm sạch, đẹp cảnh quan nông thôn. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để tránh đi vào hình thức, các cấp bộ đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, thường xuyên chăm sóc để duy trì lâu dài, bền vững và nhân rộng mô hình. Những cây hoa đào đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới đã về trên khắp các con đường tuyến phố. Con đường hoa của tuổi trẻ đã làm những ai từng đi qua đây lòng đều cảm thấy người xao xuyến, cảm nhận rõ hơn không khí của những ngày Tết.
từng bông hoa tươi thắm như tượng trưng cho khát vọng cống hiến của đội trẻ trong năm mới. Qua đó khẳng định đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt, đảm nhận các phần việc quan trọng để cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng đô thị văn minh. Em ơi, mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời. Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người, đến với muôn đời. Xuân ước vọng ngàn năm lại tới, nghe lòng vui phơi phơi. Kìa em, nắng đã lên rồi, mừng xuân hát lên thôi. Nghe em mùa xuân nói gì đó, xúc động lòng ta trước cuộc đời. Qua bao nhiêu đau thương thấy mùa vui theo chim én đã bay về. Ríu rít ngang trời, chim hót chào bàn tay rừng xây. Trên tầng cao có thấy mùa xuân náo nức công trường, đồng lúa mới dâng hương. Khi những đóa hoa đào, hoa mận đua nhau nở, khoe sắc thắm tràn ngập khắp bản làng, cũng là lúc các lễ hội xuân bắt đầu. Không biết từ khi nào mà lễ hội đầu năm đã trở thành điểm hẹn để người người, nhà nhà cùng nhau nô nức đi chảy hội. Đối với người Tài Nùng ở Cao Bằng, thì lẻ cỏ là trò chơi dân gian không thể thiếu trong các lễ hội làng. Trò chơi này được coi như món ăn tinh thần bởi nó đem lại niềm vui cho cả người chơi lẫn người xem. Nó còn là cầu nối để người dân giao lưu với nhau từ các trận lầy cỏ, đưa những người xa lạ trở nên quen biết. Và họ coi đó là cuộc hội ngộ đầu năm để chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Một ba luôn. Hồi đẹp, hồi đẹp, tôi nhìn ba. Tôi thấy môn lầy cỏ này thì cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi trong cái đời sống của dân tộc Tài Nùng, là cũng tồn tại từ bao năm nay rồi. Mà thế hệ chú thì cũng không biết là từ lúc nào đó là. Từ đấy thì về là các môn lầy cỏ ấy, nó đã nhập vào cái cuộc sống của bà con nhân dân Trùng Khánh. Môn lầy cỏ này thì hiện nay thì tồn tại ở quê hương Trùng Khánh ấy, là từ những lễ hội làng đồng làng thổ công, từ các lễ hội lớn trong huyện Trùng Khánh đều có môn lầy cỏ đấy. Và không phải là môn lầy cỏ này, nó cả bây giờ là cả nam lẫn nữ đều tham gia về vấn đề lầy cỏ này hết. Xin cũng là và đồng thời thì nó lan truyền trong những cái lễ hội này, những cái cuộc vui chơi của anh em, những cái cuộc vui ấy, là đều có những cái cuộc lầy cỏ trên những bàn ăn bàn uống thì đều có thể là cũng có những cái lầy cỏ để chúc mừng nhau. Mọi người, nếu anh em không biết, mọi người tưởng cái ván nhưng không phải ạ. Đây là những cái cuộc vui để anh em hàn huyên với nhau, uống chén rượu, chén trà với nhau. Trong nhịp sống hiện đại, trò chơi dân gian ngày càng bị lãng quên. Thế nhưng, tại một bộ phận giới trẻ nông thôn vẫn đam mê với bộ môn lầy cỏ. Mùa lễ hội là dịp để các thanh niên giao lưu, học hỏi để nâng cao kỹ năng chơi của mình,
Và hơn hết, họ nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Em cảm thấy bộ môn này rất là vui ạ, giải trí. Em thường chơi bộ môn này vào dịp lễ hội đầu năm. Qua đó thì em muốn gìn giữ bản sắc dân tộc. Cùng với đó, đẩy gậy và kéo co là hai trò chơi dân gian thường được chơi tại các lễ hội. Đây là hai trò chơi đều thiên về sức mạnh, nên đòi hỏi các đội chơi cần đoàn kết để chiến thắng. Cũng vì lẽ đó mà trò chơi dân gian xuất hiện nhiều ở các lễ hội, nhằm thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Xưa kia, ông cha ta thông qua các trò chơi sức khỏe này để tuyển chọn binh lính. Thế nhưng, ngày nay trò chơi dân gian đã trở thành môn thể thao dân tộc được nhiều người chơi, nhất là trong các lễ hội đầu năm mang nhiều ý nghĩa. Em được tham gia vào những trò chơi dân gian, em thấy là trò chơi dân gian đã mang lại không khí nó sôi động và vui nhộn vào cho những dịp đầu năm, nhất là những vào ngày hội xuân, chợ xuân thường có những trò chơi dân gian em cũng hay rất tham gia, và em thấy là trò chơi dân gian mang lại cho cả một năm đấy sự may mắn, và thông qua những trò chơi dân gian cũng mang lại góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ạ. Có thể thấy ở bất cứ lễ hội nào, trò chơi dân gian luôn trở thành tâm điểm, thu hút nhiều người dân đến xem cổ vũ. Đã từ rất lâu, trò chơi dân gian trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nó không chỉ phản ánh nhu cầu tín ngưỡng của người dân, mà còn là nét đẹp văn hóa độc đáo đầu năm mới. Mâm ngũ quả là phong tục không thể thiếu của người dân Việt Nam trong dịp đón năm mới. Ngũ là số 5, con số biểu trưng của sự sống như ngũ hành, ngũ vị, ngũ sắc, ngũ tạng. Quả hay trái cây thể hiện sự sung túc, dồi dào, ra hoa kết trái. Mỗi miền, mỗi vùng có một cách bày ngũ quả khác nhau, nhưng đều chọn các loại quả có ý nghĩa đặc biệt. Mâm ngũ quả là phong tục không thể thiếu của người dân Việt Nam trong dịp đón năm mới. Ngũ là số 5, con số biểu trưng của sự sống như ngũ hành, ngũ vị, ngũ sắc, ngũ tạng. Quả hay trái cây thể hiện sự sung túc, dồi dào, ra hoa kết trái. Mỗi miền, mỗi vùng có một cách bày ngũ quả khác nhau, nhưng đều chọn các loại quả có ý nghĩa đặc biệt. Người miền Nam thường bày các loại quả chính là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài. Độc trạch thành, cầu vừa đủ dài, với mong muốn có một năm mới nhiều tài lộc và thêm quả sung, tượng trưng cho sự sung mãn về sức khỏe, tiền bạc. Ngoài ra, mâm còn có thêm các loại quả đẹp mắt như dưa hấu, táo, đào tiên. Mâm ngũ quả của miền Bắc không thể thiếu nải chuối xanh, tượng trưng cho mùa xuân, hành mộc và có ý nghĩa như bàn tay che chở, bao bọc, hứng lấy may mắn. Quả Phật thủ hay quả bưởi là hành thổ, cầu mong phúc lộc đầy nhà. Các loại quả đỏ như cam, quýt, hồng thể hiện hành hòa. Quả trắng như roi, đào là hành kim. Và quả đen như mận, hồng xiêm, nho tượng trưng cho hành thủy. Mâm ngũ quả viên mãn tròn đầy, đủ ngũ hành cho mọi sự thuận lợi, hành thông, may mắn. Đã thành thông lệ vào ngày mùng 6 tháng riêng âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương và đông đảo du khách lại nô nức về chảy hội đến Vô Lê ở xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, lễ hội mở đầu cho mùa lễ hội đền chùa tỉnh Cao Bằng. Lễ hội đền Vô Lê là một trong những lễ hội từ lâu đời của văn hóa Việt, đồng thời cũng là lễ hội lớn nhất của xã Hoàng Tung. Đền Vô Lê nằm ở phía tây bắc, cách thành phố Cao Bằng hơn 10 km, nơi thờ Vô Lê Thái Tổ, Lê Lợi và những người có công với nhân dân. Tương truyền rằng, ngày 6 tháng riêng, vua Lê Thái Tổ nhập cung, nhân dân lấy ngày 6 làm chính hội để tưởng nhớ công ơn của vua Lê Thái Tổ. Ngoài phần lễ được tiến hành ngay từ đêm ngày 5 tháng riêng âm lịch, phần hội gồm các hoạt động, văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như cờ tướng, kéo co, bịt mắt đập bóng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, lễ hội đến vua Lê minh chứng tầm quan trọng với người dân nơi đây. Vì vậy, hàng năm sau khi đón Tết Nguyên đán cổ truyền vào ngày 6 Tết,
người dân thập phương lại nô nức đến chảy hội đền Vua Lê để tưởng nhớ công đức của Vua Lê Thái Tổ. Đền Vua Lê là một địa điểm đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tại đây, đầu năm 1936, đồng chí Hoàng Đình Dông chỉ thị thành lập Đoàn Thanh niên Phản Đế. Năm 1944, đền là nơi họp hội nghị liên tỉnh Cao Bắc Lạng. Tháng 9 năm 1945, đền là nơi tập trung tiễn đưa quân đi Nam Tiến. Năm 1995, đền Vua Lê được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là nơi tập trung lễ hội, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân trong vùng. Lễ hội không chỉ thu hút khách thập phương đến dự bởi những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, mà còn ở tính thiêng liêng của một cuộc hành hương trở về cội nguồn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam. Đến với lễ hội, mỗi người đều biểu hiện một tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ về quê cha đất tổ. Đây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Vào những ngày Tết, ta thường không kiểm soát được việc ăn uống của mình. Vì vậy, sau Tết, nhiều người muốn thanh lọc cơ thể. Dưới đây là các cách giúp bạn thanh lọc cơ thể sau Tết an toàn, hiệu quả. Các bạn có thể tìm hiểu và chọn cho mình những cách phù hợp nhất. Nước đóng vai trò vô cùng cần thiết cho sự sống. Cơ thể cần cung cấp đủ nước để khỏe mạnh, cảm thấy dễ chịu, duy trì sự tập trung. Uống nước đúng cách sẽ giúp cơ thể được cung cấp năng lượng, sự nhạy bén cần thiết để học tập và làm việc tốt hơn. Mỗi ngày, việc uống đủ 2 lít nước cũng là điều cần thiết để giúp cho gan và thận có thể lọc chất độc ra khỏi cơ thể, giúp thanh lọc cơ thể sau Tết. Trà xanh là một trong những đồ uống được nhiều người yêu thích và được dùng phổ biến trong các phương pháp thải độc, thanh lọc cơ thể sau Tết. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và có nhiều công dụng như giảm cân và thanh lọc cơ thể. Chiết xuất trà xanh có thể giúp tăng 17% khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể. Bên cạnh đó, trà xanh còn có tác dụng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, chất thiamine được tìm thấy trong trà xanh có tác dụng giúp cơ thể thư giãn và tỉnh táo hơn, giúp bạn có đủ năng lượng để học tập và làm việc hiệu quả. Bắt đầu ngày mới bằng nước chanh ấm cũng là một cách để thanh lọc cơ thể sau Tết hiệu quả. Chanh có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Khi kết hợp cùng nước ấm có thể thúc đẩy quá trình hydrat hóa và kích thích tiêu hóa. Vào các ngày Tết, chúng ta thường ăn những thức ăn có nhiều chất béo. Vì vậy, sau Tết, hãy ưu tiên bổ sung thêm các thực phẩm từ thực vật. Bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày các món như các loại trái cây, rau tươi và protein có nguồn gốc thực vật. Đây là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời mà lại không chứa nhiều chất béo như thức ăn có nguồn gốc động vật. Với việc được lên men một cách tự nhiên, sữa chua sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều vi sinh vật tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ làm giảm các tình trạng đầy bụng, đầy hơi do uống quá nhiều rượu bia và ăn quá nhiều các loại thực phẩm trong những ngày Tết. Trà xanh là một trong những đồ uống được nhiều người yêu thích và được dùng phổ biến trong các phương pháp thải độc, thanh lọc cơ thể sau Tết. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và có nhiều công dụng như giảm cân và thanh lọc cơ thể. Chiết xuất trà xanh có thể giúp tăng 17% khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể. Bên cạnh đó, trà xanh còn có tác dụng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, chất thiamine được tìm thấy trong trà xanh có tác dụng giúp cơ thể thư giãn và tỉnh táo hơn, giúp bạn có đủ năng lượng để học tập và làm việc hiệu quả.
mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đã khoe sắc, hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, còn tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngân câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Xuân đang về trên lưỡi cho tâm hồn phơi phới, rạng rỡ hoan ca bao điệu nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trắng, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Đón Tết này mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mùa xuân quay quanh bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng ruộng vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân về đây tràn cảm tươi mới. Yêu đời tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đâu khoe sắc, hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, còn tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngân câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới ra. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rạng rỡ hoan ca bao điều nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Vui xuân vầy đón Tết này, mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mùa xuân quay quần bên bãi trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân về đây tràn căng tươi mới. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Nồng say vui xuân về đón Tết này, mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mùa xuân quay quần bên bãi trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân về đây tràn căng tươi mới. Chương trình Các bạn ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.